Vâng, xin kính chào anh Tuấn ở Kiên Giang và xin kính chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay em sẽ test hàng, đó là một cái bộ mic không dây UHF màu vàng gold, loại 2 tấc mic mà chạy pin AA dành cho anh Tuấn. Ok, thì bộ sản phẩm của anh gồm 2 tấc mic, một cái mạch thu tín hiệu. Đây là cái mạch thu tín hiệu của anh nhé. Và bên em còn tặng kèm luôn cho anh một cái jack đơn 5 chân để anh về anh kết nối nguồn và kết nối tín hiệu từ cái mạch thu này nhá. Ok, thì em có kết nối pin, sẵn pin ở đây, em bật nguồn lên và em cấp nguồn cho mạch thu. Đây. Và đối với cái bộ mic này thì nó có chế độ chỉnh tần số mới, thì em test luôn cái chỉnh tần số cho anh nhá. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alo. Tay mic 1 của anh hoạt động tốt này, tay mic 2 này. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alo. Như vậy là cả hai tay mic của anh đều hoạt động rất là tốt nhé. Thì em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi hàng cho anh. Thì hiện tại giá sản phẩm bên em nó cung cấp với giá là 590.000. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để đặt hàng nhé. Ngoài ra bên mình có bán hàng trên Lazada, Shopee và Sendor. Các bạn lên những cái ứng dụng mua hàng, ấn cái đường link tìm kiếm là linh kiện 789 là ra shop của bên mình nhá. Ok, thì đây là cái ký hiệu sản phẩm của anh nhá. Và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo.